Khang Audio Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Mời mọi người ly chè Thái Nguyên. Cho tình cảm đi lên một tầm cao mới. Chè này sư phụ của mình ở Thái Nguyên mới có U70 chia sẻ là hướng dẫn mình cách uống chè là trước khi mà đưa lên uống ấy là phải đưa mũi vào đây hít đã nha, phải hít hít cái hơi của nó ấy, thì mới cảm nhận được sau thì mới uống. Mà điều đặc biệt đấy là uống chè Thái Nguyên là không được 100% nha. Đấy. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Sony có model là CFD SC35CP. Con đài này chạy điện 220V. Chạy điện 220V nha. Phải tắt cái này đi nha, tắt cái hẹn giờ này đi thì cái đèn đồng hồ này nó mới sáng. Đấy. Off, ok. Test phần đĩa CD nhé. Test sân đĩa CD lại phải chuyển sang CD. Đấy, chuyển sang CD. Đây, nút CD ngoài cùng, radio tape. Đang tìm bài hát. 9 bài. Play nhá. Chỗ này nó lưới nó hơi bị tí. Đây là nhỏ này, nhỏ này. Đấy, nhỏ về 1 này. Về 0 này. Đó, đưa lên này. Rồi, chuyển sang radio nhá. Radio này. À, em này, dò xem có nào. Thôi điều này là ai em không bắt được rồi. Bắt được đầy tây à? Đây. Đấy. Có khi là hỏng hết bánh kẹo rồi. ก็ปีนี้จัดกันมาเป็นครั้งที่31แล้วนะครับผมก็คือในคือชีก็อ๋อ
với em thôi, chứ ai em như thế là hỏng hết bánh kẹo rồi nhá. Ai em không bắt được, thế cho nó dễ hiểu. Đấy, em 108 nhá. Đấy, sức lan tỏa ngày đấy, càng rộng, ngày càng được nâng lên về quy mô và có nhiều đổi mới về nội dung hình thức. Ấn trong giữ một tí thì là dò tự động, thế còn ấn nhả thì dò tay. Nhưng mà tức là không phải là cứ không thật thà là nói dối, tức là mình có thể không nói cũng được mà, đúng không? Không nói có phải là nói dối không? Nhưng mà thà mình nói luôn đỡ không phải để cho người khác về hỏi, đỡ mất công. Tức là cái gì cũng phải thích là trắng là trắng mà đen là đen, nghĩa là đi đường thẳng luôn, không lòng vòng đấy. Hồng Nhung ấy, nghe giọng của nàng Hồng Nhung. Thần quá mày là nhớ thương Bắc Hồ nhớ như đàn. Có điều kiện để đưa con đi tiêm chủng dịch vụ mà lại chưa được tiêm vaccine sởi thì có cái cách nào để mà bạn từ bỏ tình yêu của đời mình chăng? Bạn hãy cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn, rồi một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy mình may mắn vì có được một người như anh ấy. Bạn hãy nói với chúng tôi đấy. Muội sẽ đi thuyền của thường đàn chủ, chàng hãy đáp thuyền này về phủ Lâm An. Vấn đề chúng ta phải ngăn ngừa từ đầu, và cho tôi có một số cái biện pháp quỷ như thế này. Hân, nuôi dưỡng tinh thần, nâng cao tư tưởng cá nhân lên trình độ hiểu biết chân lý cao. Nước pha trà đạt yêu cầu, độ nóng vừa phải, bộ đồ pha chè phải tốt, môi trường thử trà cũng phải tốt. Và ngoài việc sử dụng nước sạch pha trà, nếu có điều kiện thì có thể dùng nước suối, nước sông, thậm chí là nước tuyết tan trên cánh cây tùng hoặc là nhụy hoa mai. Và bộ đồ chè cũng phải đạt chất lượng cao. Trước tiên là phải dùng nước nóng tráng chén hoặc là lửa nóng làm nóng chén uống trà. Tạm biệt nhé. Tạm biệt. Hay là chuyển sang cassette. Vui thiếu vui, vẫn thường mình thường đời. Nhiều khi trong giấc mong mỏi, kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bầy nhân gian. Để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần. Ngồi trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả người. Ngồi trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả. Bồn ba khắp miền chiến quân, xưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru em giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dài ngủ khô cằn, nghe quê hương nói dù bao gian nguy cách trở, với niềm tin yêu dòng hồng anh trai Việt đang hiên ngang giữ gìn đất mẹ tô đẹp lời nguyện câu ước thề. Thank you.
chinh chiến từ khi quê hương thống khổ gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ trên cao nguyên lửa loạn hãi hùng chiến trường là huyền ca kinh thiên vọng gác đêm trường bâng khuâng tôi nhớ chiều chia tay em gái nhỏ đêm thời gian trôi từ ngày ra đơn vị tôi bôn ba khắp miền kiến thuật chưa một lần về thăm phố phường. Nghe chuẩn giọng của Chí Linh rồi chứ. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.